Xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Thuật Trì Chóc Quỷ Cao Thủ của tác giả Tiểu Thanh Trường Đàm. Truyện được biên dịch và diễn đọc trên kênh Hư Trúc Vlog. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Đặc biệt, đừng quên ấn đăng ký và chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Và bây giờ, kính mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện. Niệm Trần, sao có thể để cho ta đến chỗ này? Kết quả bây giờ là lúc nào đây? Tam Thị ngẩng đầu, liếc mắt nhìn bốn phía. Chính mình đang ở trên đường phố, người chung quanh đều mặc quần áo cổ đại, hắn cũng không biết là thuộc triều đại nào. Chẳng lẽ vị trí của mình thật là cổ đại sao? Trong miệng Tam Thị lẩm bẩm nói, khuôn mặt không tưởng tượng nổi. Mặc dù trong lòng biết đây là một trận pháp, thế nhưng kết quả người này đã đạt tới thành tiểu cao đến trình độ nào mới có thể bố trí ra trận pháp kinh tế hái tục bực này? Biến! Một tên ăn mày xin cơm không có tiền còn tới uống rượu, còn dám tới đây, bắt được đưa đi quan sai lão gia vậy. Đến lúc đó xem bọn họ xử lý người thế nào. Đang lúc Tam Thủy đang ngẩn người, bị va vào một phát, người bị hắn đụng phải đặt mông ngồi trên mặt đất. Lão trời đánh! Cái mắt chó của người coi thường người khác gì đó? Lão đầu tử uống của người một hớp rượu là phần số của người. Cũng được cũng được. Lão đầu tử không phải là người ăn không uống không. Uống của người một hớp rượu, trả ngươi một quả giấm. Sau khi nói xong, hắn thật quay về phía của người này đánh vang một quả giấm. Mới vừa rồi khiển trách hắn là một người mập mạp, ăn mặc giàu sang, làm trưởng quỹ. Lần này bị lão đầu tử này chọc cho tức xanh cả mặt. Nhưng lão đầu tử này lại là cười ha ha, xòe chân chạy như điên, căn bản không giống như một ông già. Tam Thủy ngay lập tức ngây dại, hắn sững sờ nhìn người này. Hắn nhìn thấy bộ dáng người này, không khỏi liên tưởng đến hình ảnh của Lưu lão đầu. Kết quả đây là xảy ra chuyện gì? Tam Thủy lập tức đuổi theo, một mực đuổi tới một ngôi miếu đổ nát cách đó mấy dặm. Lão đầu tử kia mới dừng lại, chợt quay đầu quát lên. Lão trời đánh! Thằng nhóc người còn đi theo lão đầu tử làm gì? Lão đầu tử, ông... Tam Thủy kích động không nói ra lời. Hành động cùng lời nói của người này thật sự cùng lão đầu tử trong ấn tượng của hắn giống nhau như đúc. Ây! Thế đạo này! Thôi! Nhìn đứa nhỏ như người chẳng hẳn cũng là một đứa bé không cha không mẹ. Nếu gặp phải chính là duyên phận, ngươi liền đi theo ta. Ta có miếng ăn thì ngươi cũng có miếng ăn. Lão đầu tử thấy bộ dáng của Tam Thủy, thở dài một cái. Nào còn có bộ dáng mới vừa rồi kìa. Vâng vâng, ông nội. Tam Thủy tràn đầy nước mắt gật đầu một cái, nghẹn ngào nói một câu. Tiếng gọi ông nội này là hắn một mực liền muốn gọi, nhưng lão đầu tử không cho phép hắn gọi. Ây, không nghĩ tới già rồi còn có thể gặp được cháu trai như vậy. Ngươi tên là gì? Lão đầu tử mặt mày hớn hở đáp ứng một tiếng, trong đôi mắt già nua cũng chảy ra nước mắt. Ta gọi là... Ồ, ta tên là gì? Tam Thủy bỗng nhiên cảm giác trí nhớ có chút mơ hồ, không nhớ nổi tên của mình. Được rồi, lão đầu tử họ Lưu. Lão đầu hy vọng ngươi một đời đạm bạc, liền lấy một chữ miểu. Vậy thì gọi là Tam Thủy đi. Ngươi xem như vậy thế nào? Vâng, được. Tam Thủy vui vẻ gật đầu một cái. Chỉ nhớ lúc trước trong đầu dần dần biến mất. Từ nay về sau, trong cái miếu đổ nát này còn có thêm một bóng người nhỏ nhắn. Bất kể là trời mưa hay là tuyết rơi, nơi này đều có hai thân ảnh, một lớn một nhỏ. Ngôi miếu này mặc dù cũ nát, nhưng là nơi cư ngụ của hai người. Nếu lạnh, bóng người lớn kia sẽ đem bóng người nhỏ ôm vào trong ngực, dùng một chút nhiệt độ ủ ấm cho hắn, để cho bóng người nhỏ bé không có bị giá rét ở đây. Nóng, bóng người lớn sẽ một đêm không ngủ
lấy tay đuổi con muỗi con ruồi cho bóng người nhỏ bé, để cho bóng người nhỏ bé có thể chìm vào trong giấc ngủ ngọt ngào. Lại sẽ xảy ra chuyện như vậy trong trận pháp này. Lão hủ chết cũng không tiếc. Ta muốn nhìn người cả đời này trải qua như thế nào. Không nghĩ tới lại sẽ xảy ra chuyện như vậy. Nếu như người có thể phá hư trận pháp này, đến cảnh giới tâm thông là không đáng ngại. Mọi cử động của Tam Thủy cùng lão đầu ở nơi này đều trong lòng bàn tay của Khổng Phu Tử. Hắn không nghĩ tới trận pháp của mình lại sẽ sinh ra tác dụng như vậy. Cái này đã thoát ly khỏi vi phạm trận pháp. Bất quá hắn lại cực kỳ hưng phấn. Trận pháp này hắn khổ sở nghiên cứu mấy trăm năm. Tam Thủy là người đầu tiên gặp phải trận pháp này, cũng sẽ là người duy nhất. Bởi vì hắn biết trận pháp vừa vỡ, sau khi đám người Tam Thủy tiến vào trong màn sáng, hắn sẽ có kết quả gì. Bất quá cả đời có thể sáng tạo ra một trận pháp như vậy, hắn đã có thể mỉm cười dưới Cửu Tuyền. Bên kia, theo năm tháng trôi qua, Tam Thủy dần dần lớn lên. 10 năm sau, Tam Thủy đã từ một đứa bé biến thành một người thanh niên. Mặc dù tướng mạo không xuất chúng, bất quá lại rất thoải mái. Ông nội, ông khá hơn chút nào không? Lúc này, Tam Thủy mặt đầy nước mắt, mang thuốc cho lão đầu tử uống. Lão đầu tử toàn thân vàng khè, mắt thấy liền không sống được. Cháu ngoan, ông nội ta cả đời chính là một tú tài nghèo, không có công danh. Người không giống vậy, người là sao văn khúc chuyển thế. Bằng tài hoa bây giờ của người, không nói trạng nguyên, thám hoa nhất định là không thành vấn đề. Người đáp ứng ta, bất kể như thế nào, người nhất định phải đi thi cử, hoàn thành tâm nguyện cuối cùng của ông nội. Có thể được không? Nói tới chỗ này, lão đầu tử dùng sức ngẩng đầu lên, sắc mặt đỏ bừng, đôi mắt nhìn chằm chằm vào Tam Thủy. Vâng, Tam Thủy đáp ứng người, nhất định thi đậu trạng nguyên. Tam Thủy nặng nề gật đầu. Không tiếc, không thẹn. Tam Thủy, ông nội cho dù chết cũng có thể nhắm mắt. Người hãy nhớ, nhất định phải lấy việc cứu vạn dân làm nhiệm vụ của mình. Ngàn vạn lần không thể là một viên quan không màng việc gì. Lão đầu tử nói ra mấy chữ cuối cùng này là cứng rắn hô lên, vừa dứt lời nhắm hai mắt lại. Ông nội, người yên tâm, Tam Thủy nhất định không phụ trọng vọng của người. Tam Thủy cố nén nước mắt không để cho nó lưu lại, đem thi thể của lão đầu tử ôm thật chặt vào trong ngực. Giống như khi còn bé, lão đầu tử đã ôm hắn, chẳng qua là bây giờ lại trái ngược mà thôi. 3 ngày sau, ở trên núi, phía sau ngôi miếu đổ nát, một nấm mồ nho nhỏ lẻ loi xuất hiện ở nơi này. Ở chỗ này, có hai thân ảnh lặng lặng đứng nghiêm ở đây. Tam Thủy, đây là tiền ta góp nhặt nhiều năm, chàng cầm lấy làm lộ phí, nhất định phải học thành tài. Nói chuyện là một người phụ nữ mặc váy hoa màu xanh. Tuy là dáng vẻ ăn mặc giống như một nha hoàn, bất quá tướng mạo lại rất xinh đẹp. Mắt ngọc mày ngài, da thịt như tuyết, mắt to thanh khiết trong veo như nước. Tam Thủy nắm lấy tay cô gái này, quỳ trước mộ. Tuyết Nhu, Lưu Tam Thủy ta thề với trời, ta nếu như có thể thi đỗ trạng nguyên, nhất định sẽ trở về cưới nàng làm vợ. Từ nay đời đời kiếp kiếp vĩnh bất tương ly. Đây là tín vật ta cho nàng. Cô gái tên Tuyết Nhu này thoáng cái nghẹn ngào, mặc dù không nói ra lời nhưng đều cảm động rơi nước mắt, gật đầu nói: Ta tin tưởng Lâm Tuyết Nhu ta kiếp này sẽ chỉ lấy một mình Lưu Tam Thủy làm chồng. Ta chờ chàng ở Lâm gia. Sau khi nói xong, nàng đưa tay ra. Tay này đúng là cùng với dung mạo của nàng vô cùng không tương xứng. Trên tay có rất nhiều vết chai, còn có một chút vết thương nứt ra. Nàng chẳng qua chỉ là một nha hoàn trong Lâm gia. Tay này là nàng thường xuyên phải làm công việc nặng. Tam Thủy đem một chiếc lá có hình con bướm đặt ở trong tay nàng. Ta nhất định sẽ để danh kim bảng
Ta nhất định sẽ đem kiệu cưới 8 người khiêng đến đón nàng. Ta nhất định sẽ khiến cho nàng làm thê tử của ta. Tam thị nói ra câu này cực kỳ kiên định. Sau khi nói xong, ôm Tuyết Nhu vào trong lồng ngực. Tuyết Nhu đem đầu tựa vào trên vai của Tam Thủy. Nắng chiều vẩy vào trên thân thể của hai người, tựa hồ dung hợp cùng nhau. Mặc dù bên cạnh có một phần mộ, bởi quá xác thực đẹp giống như một bức họa. Tại Lâm gia, được lắm, ngươi là một con tiểu nha đầu chết tiệt. Ban đầu Lâm gia ta tốn 3 lượng bạc từ người cha nghiện rượu của ngươi đem ngươi mua về. Ngươi sinh là người của Lâm gia ta, chết là quỷ của Lâm gia ta. Thiếu gia vừa ý với ngươi, đó là phúc khí của ngươi. Ngươi có biết bao nhiêu người muốn có cơ hội này đều không được. Có biết đây chính là cơ hội một bước lên trời hay không? Nói chuyện là một người đàn bà trung niên, khoảng hơn 30 tuổi, ăn mặc giàu sang, hình thể nở nang. Mặc dù dáng dấp cũng xem là tốt, chỉ bất quá bộ dáng kia nhìn quả thật khiến người ta cảm thấy hết sức không thoải mái, gương mặt chanh chua. Bà ta là nhị phu nhân của Lâm gia, thiếu gia trong miệng bà ta chính là con trai bà ta, Lâm Long. Bây giờ 19 tuổi, mặc dù tuổi không lớn, bất quá sớm đã có một vợ cả cùng với 2 thiếp thất. Mấy ngày trước, sau khi thấy Tuyết Nhu xinh đẹp, lập tức nổi lên ý định này. Tuyết Nhu che miệng, khóe miệng vẫn còn đang chảy máu. Mặc dù trên mặt hết sức đau đớn, thế nhưng lại không nói tiếng nào, dáng vẻ cực kỳ quật cường. Nhà đầu chết tiệt, ngươi thật là khó chơi. Lâm gia ta ở thành Phong Châu này là đại gia tộc đệ nhất, có bao nhiêu cô gái muốn gả vào Lâm gia chúng ta. Thật không ngờ ngươi lại chấp mê bất ngộ. Bất quá việc này cũng không phụ thuộc vào ngươi rồi. 10 ngày sau chính là ngày hoàng đạo, đến lúc đó ngươi không muốn cũng không được. Sau khi nói xong, một nha hoàn ở bên cạnh nâng đỡ, chậm rãi rời khỏi nơi này. Ấy, Tuyết Nhu, cô cần gì phải làm như vậy chứ? Lâm Tam thiếu gia là con nhà giàu, thân phận đặt ở nơi này, đây chính là cơ hội vô cùng tốt. Chẳng lẽ cô muốn cả đời làm nha hoàn sao? Nha hoàn bên cạnh thấy phu nhân rời đi, tất cả đều lên khuyên Tuyết Nhu. Bất quá, Tuyết Nhu không nói lời nào, ngồi xổm người xuống, ra rửa y phục của nàng. Người chung quanh thấy tình huống này cũng đều không nói gì nữa, mỗi người đi làm việc của mình. Tam Thủy, chàng giờ này đang ở đâu? Bất kể như thế nào, Tuyết Nhu mãi mãi cũng là người của chàng. Trong miệng nàng thấp giọng nói, nước mắt của nàng còn có máu đỏ từ gò má chảy xuống, rơi vào trong chậu gỗ, hòa lẫn vào trong quần áo, không ngừng xoa nắn. Lúc này ở kinh thành, hôm nay chính là thời gian niêm yết danh sách trúng cử, rất nhiều người cũng đưa đầu nhìn tới kết quả. Ha ha ha, ta đậu cử nhân, ta trúng cử nhân rồi. Ấy, đây đã là lần thứ 5 ta tham gia khoa cử, tại sao còn không có tên? Trong lúc nhất thời, có người vui mừng, có người buồn rầu. Lưu Tam Thủy. Ồ, cái tên Lưu Tam Thủy này là ai vậy? Lại là Quan Trọng Nguyên. Bảng nhãn này là Hứa Đại Công Tử, một trong tứ đại tài tử nổi danh nhất kinh thành. Thám Hoa là Trương Đại Công Tử, mặc dù danh tiếng không bằng Hứa Đại Công Tử nhưng cũng rất nổi danh. Chẳng qua là Lưu Tam Thủy này là kẻ nào trong kẽ đá bể ra vậy? Sau khi nhìn xong thành tích của mình, có người liền bắt đầu nhìn về 3 vị trí đầu bảng. Vị trí Trạng Nguyên đương nhiên là Lưu Tam Thủy, bọn họ căn bản cũng không có nghe nói qua về người này. Khoa cử lần này, mấy người được coi trọng nhất lại không lấy được Trạng Nguyên, vinh dự cao nhất này lại bị một người không có danh tiếng đoạt đi. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều đang hỏi thăm lai lịch của Lưu Tam Thủy. Ai cũng không phát hiện, ở phía ngoài những người này còn có một người trẻ tuổi, tướng mạo bình thường, hai mắt đang nhìn chằm chằm vào vị trí Trạng Nguyên này. Ta trúng Trạng Nguyên. Ông nội, người nhìn rõ không? Tam Thủy là Trạng Nguyên, còn có Tuyết Nhu, nàng hãy chờ ta. Dựa theo quy củ của triều đình, 3 vị trí đầu là phải trực tiếp vào cung gặp vua. Kim Loan Điện trang hoàng cực kỳ nguy nga lộng lẫy.
Ở phía trước nhất nơi này, hoàng đế mặc hoàng bào, mặt đầy uy nghiêm ngồi trên ngai vàng. Lưu Tam Thủy, lần này người đã là trạng nguyên, triều đình rất cần nhân tài. Chấm đặc biệt phong người làm tổng đốc Lưỡng Giang, người có bằng lòng hay không? Thảo dân tạ chủ long ân. Tam Thủy cung kính dập đầu nói: Chấm có một người con gái, tuổi mới 17, vô cùng xinh đẹp. Nếu người là đại thần của ta, lại tuổi con nhỏ, chính là lúc lấy vợ. Chấm cố ý kết một đoạn nhân duyên này, ý của người thế nào? Hoàng đế hỏi tiếp. Thời điểm tất cả đại thần đều cho là Tam Thủy sẽ dập đầu tạ ơn, Tam Thủy lại khẽ lắc đầu một cái. Thảo dân tuy là thư sinh áo vải, nhưng đã có người thương. Công chúa cành vàng lá ngọc, dáng vẻ nghiêng nước nghiêng thành. Trong trường hợp đó, thảo dân thật không dám tòng mệnh, xin bệ hạ hãy cho một chàng rể tốt đẹp khác. Lời nói này của Tam Thủy lại để cho cả triều đình yên tĩnh lại. Ngay cả hai thanh niên tướng mạo anh tuấn bên cạnh hắn đều là không thể tưởng tượng nổi nhìn hắn, cực kỳ kinh ngạc. Trở thành phò mã, đây chính là sự tình mà người bên cạnh nghĩ cũng không dám nghĩ. Hai người hắn mặc dù thân phận cao quý, nhưng đối với lần này cũng là cực kỳ khát vọng. Vậy mà cái tên Lưu Tam Thủy này lại có thể từ chối. Phải biết, đây cũng không phải là đang thương lượng với hắn, đây là miệng vàng lời ngọc. Nói trắng ra chính là gà, là không thể phản kháng. Hoàng đế hỏi hắn chỉ là một hình thức mà thôi, nhưng Tam Thủy lại ở trước mặt văn võ cử tuyệt như vậy, vậy khác nào không coi lời nói của hoàng đế ra gì. Kim Loan Điện hùng vĩ này, theo một câu nói của Tam Thủy, bầu không khí trở nên ngưng trọng dị thường, ai cũng không dám nói một câu. Ngươi thật sự nghĩ như vậy sao? Nhìn ta trả lời. Hoàng đế lại bổ sung một câu. Tam Thủy dứt khoát ngẩng đầu lên, nhìn hoàng đế sắc mặt kiên định nói: Thảo dân cuộc đời này chỉ thích một cô gái, bất kể sắc đẹp khuynh thành, bất kể tuyệt đại phong hoa, tình này không bao giờ thay đổi. Lời nói này nói năng rất có khí phách, không có chút nào nhượng bộ. Yên tĩnh trong chốc lát. Hay cho cậu, tình này không bao giờ thay đổi. Tình cảm của Lưu Ái Khanh so với kim loại còn kiên cố hơn. Đã như vậy mà nói, chấm cũng sẽ không miễn cưỡng. Chấm phòng thêm cho người làm khâm sai. Sau khi người xuất cung, liền áo gấm về làng, đem thê tử của người mang đến. Chấm ngược lại phải nhìn một chút, rốt cuộc cô gái như thế nào mà để cho Ái Khanh liều mạng như vậy. Hoàng đế vừa nói ra lời này, tất cả mọi người đều là mặt đầy kinh ngạc. Bọn họ còn tưởng rằng Lưu Tam Thủy sẽ gặp phải tai ương, thật không nghĩ đến không chỉ không bị chém đầu, ngược lại còn biến thành khâm sai. Khâm sai này chính là có quyền giám sát đủ loại quan lại, nói trắng ra là chính là tầm phúc của hoàng đế. Bất quá sau khi ngẫm lại cũng đều biết, khóa khóa cửa này xem như tập trung nhiều anh tài, coi như là từ khai triều tới nay đều là tài nghệ cao nhất. Tam Thủy có thể trong nhiều người như vậy mà vượt qua, nhất cử lấy được ngôi vị trạng nguyên, tuyệt đối là nhân tài trụ cột. Lúc tất cả mọi người đều cho là Tam Thủy hẳn sẽ phải chết, hoàng đế lại thiên về phương pháp trái ngược, không chỉ không có trách tội hắn, ngược lại thăng quan tiến chức. Từ nay về sau, Lưu Tam Thủy còn không phải là sẽ đối với hoàng đế thề nguyện thành tâm ra sức hay sao? Sau khi bãi triều, tất cả mọi người chúc mừng đối với Tam Thủy. Có đại thần trực tiếp mời hắn đến trong nhà ngồi chơi, bất quá đều bị Tam Thủy khéo léo từ chối. Hắn bây giờ trong lòng tựa như mũi tên, chỉ muốn mau chóng trở về, đem tin tức tốt này tự nói với ông nội của mình, sau đó hoàn thành nguyện ước đối với Tuyết Nhu. Hắn hoàn toàn không biết lúc này Tuyết Nhu chỉ còn hơn 10 ngày nữa sẽ bị thiếu gia Lâm gia kia bức hôn, mà từ kinh thành đến Phong Châu ít nhất cũng phải 8-9 ngày, chế nữa mà nói chỉ sợ cũng sẽ không kịp. Tam Thủy mới vừa xuất cung, triều đình đã phái người đem tin tức này hỏa tốc đưa đi huyện Phong Châu. Đồng thời, đồ rước dâu đã chuẩn bị xong. Tam Thủy đã thay bộ trang phục màu đỏ, trước ngực đeo đóa hoa rất to, khua chiêng gõ trống hướng Phong Châu chạy đến. Chẳng qua là ở bên trong căn phòng của Tuyết Nhu, Cố Xuân Hiền áo cưới đỏ thấm. Mấy người các ngươi,
trông chừng tiểu nha đầu chết tiệt này cho ta, không cho phép nàng chết, không cho phép nàng trốn. 10 ngày sau, trực tiếp cùng thiếu gia thành hôn. Nhị phu nhân Lâm gia phân phó mấy hạ nhân, mấy hạ nhân này đều gật đầu đáp ứng. Ngày thứ 9, huyện Vân Châu bắt đầu rơi xuống mưa lớn. Trận mưa này giống như chút nước từ trên trời xuống vậy. Cho dù là ông già sinh sống cả đời ở huyện Phong Châu này cũng chưa từng thấy qua mưa lớn như vậy. Thế nhưng trên đường phố huyện Phong Châu lại là người người nhốn nháo, toàn bộ đều mặc áo tơi hoặc là che dù đứng ở trong mưa chờ đợi. Người nói sáng nay quan Trạng Nguyên sẽ về đây sao? Tại sao chúng ta chưa nghe nói qua hắn là đại tài tử ở Phong Châu chúng ta vậy? Việc này có đúng không vậy? Đó là đương nhiên. Ngươi không thấy có đám người chi phủ đại nhân toàn bộ đều ở chỗ này nghênh đón sao? Ta nghe nói quan Trạng Nguyên này của chúng ta đã dám ở trong triều đình công khai cự tuyệt hoàng đế gả công chúa cho. Không chỉ không có bị trách tội, ngược lại được gia phong là không sai. Thật không biết là cô gái nào lại có mị lực lớn như vậy. Đây chính là cơ hội một bước lên mây. Người chung quanh đều đứng ở hai bên châu đầu ghé tai hỏi thăm sự tình Trạng Nguyên năm nay. Việc của Tam Thủy ở trong triều đình cũng sớm đã 1 truyền 10, 10 truyền 100, để thiên hạ đều biết được. Những cô gái trong thiên hạ không khỏi đối với người phụ nữ đó cực kỳ hâm mộ. Đường đường là Trạng Nguyên, đó là phong mang đến mức nào? Hàng năm học trò tham gia khoa cử có bao nhiêu không biết. Huyện Phong Châu bọn họ đừng nói là Trạng Nguyên, chính là Thám Hòa cũng chưa từng có người nào trúng. Lợi hại nhất cũng chỉ là trúng cử nhân mà thôi. Rất nhiều người cũng đem con của mình mang ra ngoài muốn thấy phong thái của Trạng Nguyên. Cho dù là mưa lớn hơn nữa cũng không vấn đề gì. Còn cần thời gian bao lâu? Lúc này cách huyện Phong Châu chừng 20 dặm, đội ngũ hộ tống Trạng Nguyên trở về đang mạo hiểm mưa lớn hướng nơi đó đuổi tới. Lời này là từ trong kiệu nói ra. Khởi bẩm đại nhân, nơi đây còn cách Phong Châu chừng 20 dặm. Bây giờ trời mưa quá lớn, dựa theo tốc độ hiện tại phòng trường trước khi trời tối mới có thể chạy tới. Đáp lời là một người cưỡi ngựa đen, thắt lưng đeo đại đao, khóa trên người chiến giáp, bộ dáng vô cùng uy nghiêm. Bất quá hắn đối với người trong kiều vô cùng tôn kính. Trước khi trời tối sao? Trong miệng người bên trong thấp giọng nói một câu. Người này không ai khác chính là Tam Thủy từ kinh thành chạy tới. Chẳng biết tại sao càng tới đây trong lòng của hắn càng có một loại cảm giác xấu. Mà người để cho hắn có loại cảm giác này chỉ có 2 người. Một là lão đầu tử, một người khác chính là Tuyết Nhu. Chẳng lẽ Tuyết Nhu đã xảy ra chuyện? Tam Thủy càng nghĩ nhịp tim càng đập nhanh. Đức hạnh của Lâm gia kia hắn biết, cộng thêm Tuyết Nhu đúng là một mỹ nhân. Giờ cũng đã mấy tháng trôi qua, không ai nói chắc được điều gì sẽ xảy ra. Lý tướng quân, cho ta một con ngựa, ta muốn đi trước một bước. Nghĩ như vậy, Tam Thị ở trong kiệu này không chịu nổi được nữa, từ trong kiệu chui ra nói. Đại nhân, việc này tuyệt đối không thể. Chúng tôi làm sao có thể để cho ngài một mình trở về? Nếu như xảy ra chuyện gì, chúng tôi đảm đương không nổi. Bây giờ ai cũng biết Tam Thủy là tâm phúc bên người của hoàng đế. Hắn đương nhiên cũng biết nếu như Tam Thủy ở trên đường có chuyện gì xảy ra, những người bọn họ toàn bộ đều gặp phải xui xẻo. Không đợi kịp, ta bây giờ nhất định phải trở về. Vậy cũng được, để ta lập tức đi dắt một con ngựa đến. Bất quá đại nhân, để cho ta cùng ngài trở về, sau đó bọn họ chạy tới sau, như vậy có được hay không? Được, hai người chúng ta lập tức trở về. Tam Thủy nhảy lên lưng ngựa, sói vừa quất lên chạy như bay. Trước khi trời tối, các người phải toàn bộ chạy tới. Sau khi đại hán này nói một câu, lập tức thúc ngựa đuổi sát Tam Thủy. Thân ảnh của hai người dần dần biến mất ở trong màn mưa. Tiểu mỹ nhân, ngươi thật đúng là ổ gà rơi vào bên trong phượng hoàng. Ngươi nói thiếu gia ta thế nào, sớm không thấy ngươi, bất quá bây giờ thấy cũng không muộn. Lúc này tại Lâm gia, Tuyết Nhu mặt đầy sợ hãi rúc lại trong góc tường. Ở trước mặt nàng có một người vóc dáng gầy nhỏ, sắc mặt tái nhợt, mặt đầy dục vọng nhìn nàng. Thiếu gia, xin ngài tha cho nô tỳ,
Nô tỳ chỉ là một nha hoàn, không xứng với ngài. Tuyết Nhu khóc lóc cầu khẩn nói. Thiếu gia ta không quan tâm đến chuyện đó. Ta muốn chính là thân thể của ngươi, những thứ khác ta bất kể. Ngày mai chúng ta liền thành hôn, coi như hôm nay nàng cho ta, đó cũng là chuyện nên làm. Thế lúc đó làm thiếp thất của thiếu gia so với làm nha hoàn này sẽ thoải mái hơn nhiều. Nói xong trực tiếp nhào tới. Không muốn, không muốn. Tiếng thét chói tai của Tuyết Nhu càng ngày càng lớn. Nhưng dù sao nàng cũng chỉ là một cô gái yếu đuối, thể lực bắt đầu dần dần chống đỡ hết nổi. Ai, nghe nói năm nay quan Trạng Nguyên là ở huyện chúng ta, lão gia đã đi nghênh đón. Đám cưới thiếu gia lão gia chuẩn bị để cho hắn tới chủ trì đấy. Ngoài cửa là hai gã sai vặt. Đối với sự tình trong phòng, bọn họ cũng đều biết được. Mặc dù nghe được Tuyết Nhu kêu thảm thiết, bất quá hai người này vẫn vừa nói vừa cười. Không được. Đang lúc này, một thanh âm đau khổ tột cùng bỗng nhiên vang lên. Ngay sau đó là tiếng kêu thảm thiết của thiếu gia bọn họ. Hai người này chưa cảm giác có cái gì không đúng, đá văng cửa vọt vào. Thế nhưng hình ảnh thấy được làm cho hai người bọn họ lạnh cả người. Quần áo Tuyết Nhu co thành một đoàn, trong tay còn nắm một cây kéo. Mà thiếu gia của bọn hắn đang nằm trong vũng máu, mắt thấy liền sắp không xong. Một kẻ tiện nhân như ngươi có thể hại chết hai người chúng ta nữa à? Hai người này tức miệng mắng to. Chuyện này muốn che giấu cũng không che giấu được, chỉ sau chốc lát liền bị phu nhân biết được. Lâm Long mặc dù không ra gì, nhưng cũng là con trai duy nhất của nhị phu nhân. Hôn sự xảy ra chuyện như vậy để cho nhị phu nhân đem Tuyết Nhu hận tới cực điểm. Người đâu, đem tiện nhân này treo ngược lên cho ta, ta muốn đánh chết cô ta. Nhị phu nhân mặt đầy giận dữ nói. Sau khi nghe được phân phó, lập tức liền có mấy người đem hai tay hai chân của Tuyết Nhu trói lại, treo ở trong mưa. Càng mưa càng lớn, đôi mắt của Tuyết Nhu cũng sắp không thể mở ra được. Nàng ngẩng đầu nhìn mưa rơi không ngớt, dần dần ướt ướt trong ánh mắt, chẳng qua là không biết là lệ hay là mưa. Tam Thủy, Tuyết Nhu sống là người của chàng, chết cũng là quỷ của chàng. Ta và chàng chỉ có thể đời sau lại nối tiếp. Sau khi nói xong, sắc mặt lộ ra thần sắc thống khổ. Đánh, đánh mạnh lên cho ta, ta muốn cô ta chôn theo con của ta. Nhị phu nhân nhìn Tuyết Nhu trong màn mưa, vết thương khắp người, điên cuồng cười lớn. Mỗi một lần đánh, chân mày của Tuyết Nhu liền nhíu một cái. Tay phải của nàng gắt gao xếp một vật, đó là con bướm bằng lá cây mà Tam Thủy đã cho nàng, và đính ước của nàng. Hai người kia là ai? Không biết hôm nay Trạng Nguyên trở lại sao? Tại sao lại đi nhanh như vậy? Trên đường phố huyện Phong Châu, mọi người mơ hồ thấy bóng dáng của hai người cưỡi ngựa nhanh chóng chạy tới. Các người mau chóng xuống ngựa. Chi phủ hướng về phía hai người sắp đến lớn tiếng quát. Bất quá trả lời hắn là một trận nước mưa bắn tới. Đang lúc hắn muốn nổi giận hơn, người phía sau kia cầm lệnh bài trong tay hô lên. Đây là quan Trạng Nguyên đương triều, hoàng mệnh không sai, các người không được ngăn trở, người nào vi phạm giết không tha. Sau khi nói xong, lập tức đuổi theo Tam Thủy. Quan Trạng Nguyên, hắn chính là quan Trạng Nguyên, nóng lòng như vậy là có chuyện gì? Chúng ta cùng đi nhìn xem. Hai người vừa đi, nơi này nhất thời sôi sùng sục. Mới vừa rồi, người trước mặt mặc y phục màu đỏ, người phía sau mặc khôi giáp, đây đều là sự thật không thể gạt người. Mà lúc này, Tuyết Nhu đã dần dần mất đi ý thức. Nàng nhìn về ngoài cửa, chậm rãi nhắm mắt lại. Ngay tại thời điểm nhắm mắt lại trong nháy mắt, hoảng hốt thấy được người kia. Hắn mặc y phục màu đỏ, mang theo bông hoa lớn trước ngực, vọt vào nơi này. Bất quá, nàng chỉ coi là ảo mộng. Cuối cùng mơ màng nói một câu: gặp lại sau, Tam Thủy. Sau khi nói xong, chiếc lá hình con bướm trong tay cũng tuột xuống. Ngươi là người nào, lại dám tự tiện xông vào lâm phủ ta? Tới, đem người này bắt lại cho ta. Nhị phu nhân thấy Tam Thủy xông tới lỗ máng như vậy, thật giống như là tìm được chỗ phát tiết, đối với Tam Thủy tức miệng mắng to. Tam Thủy lại căn bản không để ý tới nàng,
Hắn nhìn Tuyết Nhu treo ở phía trên, vết thương khắp người, cảm giác trong lòng mình cũng muốn tan nát. Tiếp theo chính là tức giận to lớn. Mà những người vừa rồi còn đang đánh Tuyết Nhu, động tác trong tay cũng đều dừng lại. Bọn họ nhìn nhau một cái, không biết rõ phải làm sao. Đừng có ngừng, đánh cho ta. Thấy những người này dừng lại, nhị phu nhân lập tức hét lớn đối với bọn hắn. Dừng tay, ai còn dám đụng tới nàng một chút, ta để cho hắn sống không bằng chết. Tam Thủy giống như là sư tử nổi giận, thanh âm khàn khàn mà trầm thấp, mắt đỏ như máu. Ngươi ở đâu ra? Cô ta chẳng qua chỉ là một con chó mà Lâm gia ta mua lại. Ngươi thật rảnh rỗi, ngươi tự tiện xông vào Lâm gia ta. Hôm nay không nói ra lý do đến đây, ngươi cũng đừng nghĩ chạy. Nhị phu nhân thấy Tam Thủy ầm ĩ như thế, lập tức lớn tiếng mắng. Dừng tay, đây là trạng nguyên đương triều, ai dám bất kính, chu diệt cửu tộc. Vào lúc này, Lý tướng quân kia rút cuộc chạy tới, nhìn thấy gia đình muốn tổn thương Tam Thủy, không chút do dự rút đao trực tiếp đem một người chém thành hai nửa, sau đó lấy ra lệnh bài lớn tiếng nói: Quan Trạng Nguyên. Nhị phu nhân nghe danh xưng này như sét đánh bên tai, đứng cũng không vững, cẩn thận nhìn cách ăn mặc của Tam Thủy, cũng không phải giống như ăn mặc của Trạng Nguyên. Đám người tri phủ lúc này cũng đã chạy tới, nhìn thấy tình huống này cũng không biết xảy ra chuyện gì. Bất quá thấy bộ dạng của Tam Thủy, bọn họ biết Lâm gia này đã gặp phải xui xẻo. Gia chủ Lâm gia nhìn một cái thì biết rõ là phu nhân của mình đã gây họa, cũng bất chấp tất cả, không cần biết đúng sai, đi ra khuyên nhủ: Còn không mau hướng đại nhân nhận sai đi. Bất quá Tam Thủy nhìn cũng không thèm nhìn, hắn để cho Lý Tướng Quân đem Tuyết Nhu mang xuống. Tuyết Nhu nằm trong ngực của hắn, mưa đem thân thể của hai người càng thêm ướt át. Tam Thủy không thèm để ý chút nào những thứ này, hắn đưa tay ra run rẩy sờ người trong ngực. Vào lúc này ánh mắt của Tuyết Nhu hơi hơi mở ra một chút, bất quá đã là cực kỳ suy yếu. Nàng nhìn người quen trước mặt này, muốn đưa tay ra sờ mặt của hắn, bất quá lại không có chút khí lực nào. Tam Thủy, là chàng sao? Tuyết Nhu suy yếu hỏi. Tuyết Nhu, là ta. Tam Thủy đáp ứng nàng, ta thì Đỗ Trạng Nguyên đã trở lại cưới nàng rồi. Tam Thủy cố gắng không để cho nước mắt mình rơi xuống. Hắn thần hận, tại sao mình không thể cưới ngựa chạy sớm hơn một chút? Như vậy sẽ không xảy ra chuyện như thế này. Tuyết Nhu thân thể vốn là yếu, lại bị đánh đập như vậy, bây giờ chẳng qua là chỉ gắng gượng một hơi thở cuối cùng mà thôi. Đây không phải là mơ, coi như là mơ ta cũng thấy đủ rồi. Tuyết Nhu ho khan nói, ho ra là máu tươi. Nàng đưa tay muốn cầm lên con bướm bằng lá cây bên cạnh, bởi quá lại không lấy được. Tam Thị cầm tới thả vào trong tay của Tuyết Nhu. Tuyết Nhu, ta có lỗi với nàng, là ta có lỗi với nàng. Lúc này mặt của Tam Thủy nước mắt lẫn với nước mưa không ngừng chảy xuống. Tam Thủy, không nên nói như vậy, ta còn có thể gặp lại chàng đã rất vui vẻ. Chàng bây giờ đã là Trạng Nguyên, là thần long ngày đó, mà ta chỉ là một con bướm bay giữa biển xanh. Ta thật sự muốn nghe chàng nói chuyện lúc trước của chúng ta. Nghe nói xuống địa ngục sẽ uống canh mệnh bà, ta sợ sẽ quên mất. Đời sau ta muốn biến thành một con bướm, vĩnh viễn đi theo bên chàng. Tuyết Nhu thấp giọng nói. Tim của Tam Thủy như bị đào cắt, bất quá vẫn cố gắng cùng Tuyết Nhu nói đến sự tình của hai người bọn họ. Đó là chuyện lúc bọn họ mới 7-8 tuổi, một người là cậu bé ăn xin, một người là tiểu nha hoàn trong một gia đình giàu có. Tiểu nha hoàn thường xuyên mang đồ ăn cho cậu bé ăn xin, cậu bé ăn xin mang theo tiểu nha hoàn đi bắt bướm. Theo thời gian, hai người từ từ lớn lên, dần dần nảy sinh tình cảm cho tới bây giờ. Tam Thị vừa nói, người trong ngực cả người đã lạnh như băng, ánh mắt đã sớm khép lại, bất quá khóe miệng lại vẫn mỉm cười mà đầy dáng vẻ hạnh phúc. Một màn này đám người tri phủ đều thấy ở trong mắt, ánh mắt đều rất phức tạp. Tất cả mọi người đều bị hai người làm cho cảm động nói không ra lời. Tuyết Nhu, Lưu Tam Thủy ta thề, cả đời ta không lập gia đình. Sau khi nói xong,
hắn hôn một cái vào môi của tên nhu đã chết, sau đó đem bế lên, thân ảnh màu đỏ thẫm, còn có bóng người trong ngực buông thõng hai tay. Hắn đi tới cửa, bỗng nhiên ngừng lại mở miệng nói: "Lý tướng quân, Lâm gia gà chó không để lại." Sau khi nói xong, trước sắc mặt trắng bệch của Lâm gia, chậm rãi rời khỏi nơi này. Ngày hôm sau, sự tình Tam Thủy vì người mình yêu giết cả nhà Lâm gia cũng được truyền ra. Từ xưa là trung thần cùng với gian thần đều đồng thời tồn tại. Tam Thủy bị một tờ đơn kiện bẩm báo hoàng đế việc này. Hoàng đế bởi vì áp lực to lớn, không thể làm gì khác hơn là dùng mưu kế để cho Tam Thủy đi nhập ngũ, chuẩn bị chờ khoảng thời gian này kết thúc để cho Tam Thủy trở lại. Thật không nghĩ đến tới chiến trường, Tam Thủy lại giống như là cá gặp nước. Sau đó không lâu liền ở trong quân tạo được uy vọng lớn, làm quân địch nghe được đã sợ mất mật, vì quốc gia đánh hạ được một mảng lãnh thổ lớn. Mà địa vị của hắn cũng càng ngày càng cao, đến cuối cùng địa vị đã cực cao. Hoàng đế lúc này đã đổi mấy người, bất quá địa vị của Tam Thủy từ đầu đến cuối lại không có biến hóa. Bất kể ở trong quân đội hay là ở trong triều đình, hắn cơ hồ là một tay che trời. Thế nhưng khi hắn ở thời kỳ đỉnh cao nhất, hắn đột nhiên biến mất. Bởi vì thiên hạ đã định, Tam Thủy đáp ứng lời của ông nội đã hoàn thành. Dần dần, tin tức liên quan tới hắn cũng chỉ là lời đồn truyền miệng của mọi người. 30 năm sau, vẫn là trong ngôi miếu đổ nát ở Phong Châu kia, có một ông già ở một mình. Hắn ăn mặc rách rưới, cả ngày chỉ biết khắp nơi trộm rượu uống. Coi như bị đánh, nhưng vẫn là bộ dáng rất thỏa mãn. Ngày này, hắn lại ngồi trước hai phần mộ. "Tuyết Nhu, ông nội, Tam Thủy cả đời này thứ gì nên có đều có, làm thiên hạ đã được thái bình đến bây giờ, đã gột rửa bụi trần, không có ý niệm gì, ta đây tới cùng hai người." Sau khi nói xong, hắn lấy ra bội kiếm đã đi cùng hắn cả đời, đem để ngang cổ, ngửa mặt lên trời uống một hớp rượu cuối cùng, chuẩn bị lao đao tự vấn. Chỉ bất quá động tác của hắn bỗng nhiên dừng lại, trong đầu của hắn bỗng nhiên tràn ngập rất nhiều trí nhớ. "Tuyết Nhu, ông nội, lão đầu tử, nhị cậu, đại ngưu." Chỉ sau chốc lát, hắn bình tĩnh lại, cầm rượu. "Bừa bụi cả đời, nỗi buồn ly biệt, một giấc mộng tình đến ngày nở hoa, niệm trận gần tâm, nhất sinh luân hồi." Sau khi nói xong, phần mộ trước mặt hắn, ngôi miếu đổ nát sau lưng hắn giống như là tấm gương dần dần bẻ nát. Hắn uống một ngụm rượu, ngồi bất động. "Tám tiểu tử đều đã đi lâu như vậy, tại sao còn không tỉnh? Đây là trận pháp gì?" Nói chuyện là nhị cầu. Tam Thủy ở trong trận pháp này ít nhất đã hơn một canh giờ. Hơn nữa, mới vừa rồi còn không ngừng cười to khóc lớn. Cuối cùng, trong miệng còn nói ra những lời như vậy. Bọn họ thật lo lắng cho Tam Thủy sẽ xảy ra chuyện gì. "Người chớ có xấu mồm, chắc chắn không có chuyện gì đâu." Đại Nghiêu ở một bên nói, bởi quá mặt hắn cũng là lo lắng không ít. "Tỉnh rồi, các người nhìn xem, Liêu tiên sinh tỉnh rồi." Vào lúc này, thanh âm kích động của Tần Tam truyền ra. "Tam Thủy, người không sao chứ? Tam tiểu tử, mới vừa rồi người đã làm chúng ta sợ chết khiếp." Nhị cầu cùng Đại Nghiêu thấy Tam Thủy đã tỉnh lại, vội vàng đi tới lo lắng nói, mới vừa rồi đúng là đem hai người bọn họ dọa cho sợ không nhẹ. Bất quá Tam Thủy không trả lời bọn họ, mà là nhắm mắt lại suy tính thứ gì. Hắn không biết mình ở chỗ này trải qua bao lâu, nhưng là thế giới kia hắn đúng là đã trải qua cả đời. Trong này hắn đã từng có được quyền lợi đỉnh phong, cũng chịu được rất nhiều đau khổ trắc trở, còn có trải qua những chuyện kia. Mặc dù chỉ là giả, bất quá tâm linh của hắn lại giống như được thăng hoa. Cho thời điểm hắn mở mắt ra, ánh mắt đã kinh biến đến mức cùng trước đó khác biệt rất lớn. Nhị cầu cùng Đại Nghiêu thấy ánh mắt của Tam Thủy có loại cảm giác kỳ quái. Bọn họ cảm thấy Tam Thủy trước mắt hình như đã biến thành một người khác. Ánh mắt kia tiết lộ cơ trí đã vượt qua số tuổi của hắn, mà muốn có thứ ánh mắt này liền phải có đủ lịch duyệt. Hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ suy đoán tình huống của Tam Thủy. Đang lúc này, Tam Thủy chậm rãi từ dưới đất đứng lên. Hắn rất cung kính hướng về phía Khổng Phu Tử cúi đầu vô cùng lễ phép.
Vãn bối đa tạ tiền bối chỉ điểm, ân này Tam Thủy mãi mãi cũng không thể quên. Chỉ có hắn tự mình biết được hắn đã lấy được thu hoạch gì. Con đường tâm thông vô cùng lân đần, trọng yếu nhất chính là rèn luyện tâm linh. Hắn vốn đang buồn rầu vì cái này, nhưng việc vừa trải qua lại để cho hắn giải quyết được triệt để vấn đề này. Cái khó khăn lớn nhất đã biến mất, bây giờ chỉ cần chân nguyên hắn đạt thành, vậy thì là bước vào tâm thông chính là chuyện đơn giản. Hắn không biết Lưu lão đầu cùng với những thế hệ trưởng giáo Mao Sơn trước là bước vào tâm thông thế nào, bất quá tuyệt đối sẽ không trải qua một cái luân hồi giống như hắn. Nếu nói là đấu trận, ngược lại phải nói là Khổng Phu Tử mượn trận pháp này đưa cho Tam Thủy một sự thay đổi vô cùng lớn. Hắn làm sao có thể không cảm kích? Chẳng qua là Khổng Phu Tử cũng không trả lời hắn. Đang lúc này, tình huống xuất hiện làm cho hắn kinh hãi. Khổng Phu Tử trước mắt này thật giống như thoáng cái già đi rất nhiều. Nếu như dáng vẻ lúc trước giống như là một lão nhân 70-80 tuổi, bây giờ càng giống như một ông già sắp chết. So với phía trước già hơn rất nhiều. Người ở trong đó trải qua hết thảy ta đều biết được, người cũng không cần cảm ơn ta. Chính ta cũng không nghĩ tới lại sẽ xảy ra chuyện như thế. Đó là cơ duyên của người. Lão hủ lớn tuổi như vậy lại bị Phương lão quỷ chộp tới luyện thành vật này, vậy ở chỗ này lâu như vậy cũng sớm đã chán ghét chính mình như bây giờ. Có thể sử dụng lực lượng còn sống bố trí ra một trận pháp như vậy, ta chết cũng không tiếc. Thanh âm của hắn hết sức giả nùa, hơn nữa mang theo một chút khàn khàn, bất quá giọng điệu này nghe hết sức hưng phấn. Tiền bối! Tam Thủy đang muốn mở miệng nói cái gì, trực tiếp bị hắn phất tay cắt đứt. Nếu người có thể có tạo hóa này, cả đời này nhất định là bất khả hạn lượng. Ta chính là người không ra người, quỷ không ra quỷ. Chờ các người vừa vào màn sáng này, ta liền có thể hoàn toàn giải thoát. Khổng Phu Tử nói đến đây, trên mặt cũng không có dáng vẻ cười đùa như trước. Tiền bối, thứ cho vãn bối mà muội hỏi một câu. Ta thật sự xem không hiểu bộ dáng bây giờ của các người. Các người đến cùng là như thế nào bị bắt tới nơi này? Tam Thị thật ra đã sớm muốn hỏi vấn đề này, bất quá Ngật Túc Phi Yến kia chính là không chịu nói. Người không nhìn ra là bình thường. Ta là đạo tiên. Đạo tiên? Chẳng lẽ tiền bối nói đùa? Chẳng lẽ thiên hạ thật sự có loại này tồn tại sao? Tam Thủy nghe một chút lại là cả kinh thất sắc. Người biết sự tình đạo tiên này? Tam Thủy phản ứng để cho hắn có chút kinh ngạc. Hắn nghĩ Tam Thủy tuổi còn trẻ chưa có nghe qua vật này. Tam tiểu tử, đạo tiên là cái gì? Mấy người nhị cầu cũng bị làm cho tò mò, lập tức hỏi. Đạo tiên không phải là tiên nhân như các ngươi hiểu. Nghiêm chỉnh mà nói, bọn họ không phải là người, cũng không phải là quỷ, cũng không phải là thi. Bất quá, ta chẳng qua là nghe nói, cho tới bây giờ liền không có nghĩ tới trên đời thật sự có loại vật này. Nói cụ thể một chút đi. Nhị cầu hỏi. Nếu muốn trở thành đạo tiên, khi còn sống phải là người học đạo cực kỳ lợi hại. Thứ yếu, nhất định phải đưa bọn họ bắt sống, sau đó đưa ba hồn bảy vía của bọn họ toàn bộ rút ra ngoài, phân biệt đối với thi thể và hồn phách tiến hành làm phép. Cuối cùng đã đặt nơi có âm khí vô cùng nặng là sẽ biến thành đạo tiên. Ngươi phải biết, muốn đem hồn phách của một người học đạo lợi hại bắt ra ngoài khó khăn nhường nào. Còn có những âm khí vô cùng nặng kia cũng là thứ không phải dễ tìm. Mỗi khi tạo thành đạo tiên, bọn họ sẽ có hết thảy bản lĩnh khi còn sống, thậm chí trở nên lợi hại hơn. Dĩ nhiên, nếu như rời đi chỗ đó, bọn họ sẽ lập tức biến mất. Tam Thủy một hơi giải thích rõ ràng cho bọn họ đạo tiên là cái gì. Kiến thức của người ngược lại không cạn. Đúng là như vậy. Lão bà tử ở bên ngoài, bao gồm cả ta, đều là bị Phương lão quỷ bắt tới. Lão đầu đối với Tam Thủy rất hài lòng. Bất quá mặc dù là như thế, Tam Thủy vẫn có quá nhiều điều không hiểu. Lẽ ra nơi này hẳn là âm khí phải đặc biệt đậm đà mới đúng, thế nhưng căn bản lại không có chuyện như vậy. Còn nữa, tại sao bọn họ thông qua màn sáng đó đảo tiền sẽ biến mất?
Những thứ này đều là chỗ làm cho hắn không hiểu. Tốt lắm, các người chớ suy nghĩ quá nhiều, các người lập tức đi vào. Bất quá tiểu tử, ta phải nhắc nhở ngươi một câu, người đạo tiên cuối cùng phía sau này tuyệt đối sẽ làm cho ngươi thất kinh. Nhưng tiền bối, chúng ta qua một trận này, ngài liền sẽ hoàn toàn biến mất sao? Chuyện này... Tam Thủy lại lộ ra vẻ do dự. Trước đó bọn họ không biết, bây giờ nghĩ lại, nhất định là cùng với bọn họ đi qua màn sáng đó có liên quan. Nếu như hắn đoán không sai, Ngật Túc Phi Yến đã hoàn toàn biến mất. Cho các người đi qua liền qua đi. Lão Hủ ở nơi quỷ quái này, trước không thể đi, sau không thể đi, đã sớm chịu đủ rồi. Các người sau khi tiến vào, vừa vặn cho ta có một cơ hội giải thoát. Lúc trước Lão Hủ còn có chút tiếc nuối niệm chân của ta không có cơ hội thi triển, bây giờ đã không có gì phải nhớ mong. Còn có cái này, người hãy cầm lấy, đây là toàn bộ trận pháp tâm đắc của Lão Hủ, bao gồm cả niệm trận này. Tam Thủy đưa tay cầm quyển sách này. Như vậy mới đúng, các người đi qua đi. Hắn vui vẻ nói. Được, đã như vậy, vậy bán bối liền đi qua. Nếu như nói lúc trước, Tam Thủy nhất định sẽ không đáp ứng. Nhưng sau khi trải qua một đời kia, Tam Thủy biết được một số thời khắc, tử vong chưa chắc không phải là một loại giải thoát. Giống như Khổng Phu Tử bây giờ, nếu sống như vậy, còn không bằng tan thành mây khói. Đại Nghiêu, Nhị Cầu, chúng ta đi. Tam Thủy ngắt lời Nhị Cầu cùng với Đại Nghiêu, còn đang muốn khuyên hắn. Tiền bối, chúng ta liền đi đây. Ta trước nói không sai, ngài thật sự là người phong lưu phóng khoáng nhất mà ta từng gặp. Sau đó lại nịnh bợ một câu, bất quá bây giờ ngược lại không có người nói cái gì. Đi thôi, cùng đi thôi. Khổng Phu Tử một mực nhìn chăm chú mấy người Tam Thủy đi vào. Trận đấu trận này hắn thua cũng là một lần thua duy nhất của hắn. Bất quá hắn xác thực rất cao hứng. Đúng rồi, mới vừa rồi quên hỏi, không biết hắn có phải là loại người kia hay không? Long mạch đồ có ở trên người của hắn hay không? Khổng Phu Tử vỗ đầu một cái nói. Ấy, được rồi, ta cũng là người sắp hồn phi phách tán, suy nghĩ nhiều như vậy làm gì? Tiếp lấy lại lắc đầu nói. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại.